Ellie Trần khoe vùng ngột khủng khi đóng nữ sát thủ của Trần Bảo Sơn. Gái hai con đảm nhận vai sát thủ nóng bỏng trong phim điện ảnh Hồng Kông G2 Những Cô Gái và Gangster. Sau một năm làm hậu kỳ, G2 Những Cô Gái và Gangster do Trần Bảo Sơn đóng vai trò sản xuất sẽ ra rạp vào ngày 18 tháng 8 sắp tới. Dự án điện ảnh phim Hồng Kông có sự tham gia của dàn ngôi sao tên tuổi như Trương Quân Ninh, Trần Ý Hàm, Tiết Khải Kỳ, Vương Thủy Lâm, Phạm Điềm Điềm. Đặc biệt, võ sĩ Quyên Anh Mike Cartison cũng làm khách mời trong phim. Ngoài vai trò sản xuất, Trần Bảo Sơn còn đóng vai nam chính, một đại gia dân chơi khét tiếng. Anh luôn có nhiều đàn em vây quanh hậu tống và người thân cận nhất là nữ sát thủ xinh đẹp Trần Hà do Ellie Trần thủ vai. Trần Bảo Sơn tiết lộ, nhân vật của Ellie Trần có hình tượng rất cuốn hút. Khi thực hiện những nhiệm vụ, ông chủ giao, cô là nữ sát thủ lạnh lùng, nhưng lúc bình thường cô lại dễ thương nữ tính. Trên phim trường, gái hai con khoe thân hình nóng bỏng, đặc biệt là vòng một khủng khi mặc bộ đồ da bó sát, khoét sâu ngực. G2 Những Cô Gái và Gangster được chỉ đạo bởi đạo diễn Hoàng Chân Chân với bối cảnh quay chủ yếu ở Việt Nam. Phim từng công chiếu tại Liên hoan phim Cannes vừa qua và nhận được phản hồi tốt từ khán giả. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!